Xin chào các bác, này là em nhá. Hôm nay tiếp tục cái chuyên mục hỗ trợ các bác về cái phần mềm. Thì là một số các bác thì có trao đổi với em là hiện tại cái phần mềm giọng nói của các anh đang gặp trở ngại, đó là đôi khi nó hơi đơ giật. Đấy. Thì có cái phần mềm giọng nói nào nó thông minh không? Thì hôm nay các lớp bên em xin phép review cho các bác một cái phần mềm giọng nói thông minh số 1 thị trường Việt Nam hiện nay. Tiki Zalo của anh nhá. Đấy, thì làm thế nào để các bác có thể cài đặt được cái Tiki Zalo này? Thì hôm nay em xin phép làm một cái video hướng dẫn cho các bác. Đấy, để các bác có cái phần mềm. Nhất là các bác nào mà đã lắp màn hình của bên em mà dòng màn hình Cova mà chưa được em hỗ trợ update nhá, thì các bác có thể là xem cái video này. Đấy, và làm theo những cái gì em hướng dẫn, thì các bác sẽ có một cái phần mềm giọng nói số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đấy, thông minh số 1 luôn. Đấy, giọng nói chuẩn ba miền Bắc Trung Nam. Cái Tiki này ấy, thì hiện tại nó đang được cài đặt trên các cái màn hình thông minh, ví dụ như là của Zestech, đấy, Lowtech cũng đã có cái phần mềm của Tiki này. Đấy. Thế vậy những cái dòng màn hình phân khúc tầm trung thì liệu có không? Thì ví dụ như là màn hình Cova, đấy, hiện tại màn hình Cova là rất nhiều đơn vị đã đặt là đều không có cái phần mềm của nó Tiki các bác nhá. Đấy, nhưng mà nếu mà các bác đến kablus.vn thì bên em đã có cài đặt giọng nói Tiki Zalo cho các bác. Đấy. Thì đây đầu tiên các bác có thể thấy là cái dòng màn hình đây, cái phần giọng nói của màn hình Cova thì nó sẽ là phần giọng nói Cova các bác nhé. Đấy, Cova cũng là một cái giọng nói khá là ổn định, nhưng tuy thế đấy, nó cũng có một cái phần là khi vào điều khiển giọng nói thì một số các bác là thấy là nó có một số vấn đề, đấy, nó chưa được ưng ý, thì các bác muốn là nâng cấp một cái giọng nói làm sao nó thông minh hơn, đấy, nhanh hơn và dễ hiểu hơn. Đấy. Và nó trả ra một cái kết quả nó gần như là rất là chính xác. Đấy. Và giọng nói nó mở được rất là nhiều câu lệnh khác nhau. Đấy. Thì hôm nay em xin phép hướng dẫn cho các bác. Thì đầu tiên cũng phải chia sẻ với các bác là như này. Với rất nhiều các dòng màn hình thông minh ấy thì không phải là cái màn hình nào của các bác cài cái key cũng được các bác nhá. Đấy. Nếu mà các bác cài cái key mà số các màn hình ấy mà cái đại lý nó không hỗ trợ, đấy, thì là có thể các bác sẽ không có key để các bác cài các bác nhé. Đấy, các bác nào mà cần nâng cấp hoặc là cần cài cái phần mềm này cho màn hình Android thông minh mà đã lắp đặt các cái dòng màn hình của bên em Kablus thì các bác có thể liên hệ với bên em thì bên em nâng cấp cho các bác nhé. Đấy, và các bác nào mà lắp màn hình Zestech trước đây, đấy, hoặc là màn hình Cova chưa có cái ứng dụng phần mềm giọng nói thông minh này thì các bác có thể liên hệ qua kablus.vn bên em hoặc là cái kho bên em sẽ nâng cấp cho các bác. Đấy. Đấy, hoặc các bác là chưa lắp đặt màn hình mà cần hỗ trợ nâng cấp phần mềm thì các bác lắp đặt màn hình có giọng nói thông minh thì liên hệ ngay kablus.vn bên em nhá. Thì đây là xin phép em giới thiệu cho các bác này, phần mềm thì em cũng đã copy vào cái USB rồi, lúc nào cũng vậy nhá, để cho các bác cài nó nhanh. Đấy, thì đây là cái phần mềm mà các bác kiểm tra là không có cài Tiki đâu ạ. Đấy, chưa có cài Tiki các bác nhá. Thì đầu tiên thì vẫn là cái chuyên mục review, các bác cứ vào cái phần file explorer là cái file mà khi cắm USB vào nó luôn luôn để ở trong này các bác nhá. Ở cái phần Cova thì các bác có bấm phần internal store này. Đây này các bác này, để ý này, internal store các bác nhá. Thì các bác bấm vào đây. Bởi vì đôi khi các bác cắm cả camera hành trình nữa nên nó sẽ lỗi ra cả USB disk 0 và disk 1 nữa, disk 1 nữa. Nên là các bác xem là có làm USB cài của mình nó là cái file nào thì các bác bấm chọn vào. Thì ở đây em đã có sẵn này, file em đã để ở đây này. Cái key. Đấy. Bản của 2022. Đấy thì em bấm vào. Em bấm cài đặt. Cái key giọng nói thông minh các bác nhá. Đấy. Hiện tại nó đang là một cái dòng phần ba cái phần mềm giọng nói điều khiển giọng nói thông minh số 1 trên thị trường hiện nay. Đấy, được phát triển bởi bên phần mềm của Zalo. Đấy, thân thiện với người dùng. Đấy. Đây, các bác nếu mà đã sử dụng một vài cái trải nghiệm qua phần mềm Tiki này qua TV hoặc là đấy thì cũng rất là hay. Thì khi cài nó ra cái phần Tiki ở đây. Khi cái bước 1 đã cài cái phần mềm xong các bác nhá, thì các bác bấm vào. Đấy, các bác bấm vào.
Đấy, bắt đầu cài đặt để kích hoạt trợ lý Kiki. Thì các bác bấm bắt đầu. Đấy, thì nó sẽ yêu cầu này, Kiki Zalo các bác nhé, yêu cầu phải đăng nhập. Thì cách đăng nhập như nào? Các bác bấm vào đăng nhập. Khi các bác bấm vào đăng nhập thì nó sẽ lỗi ra một cái mã QR code này. Đấy. Các bác chờ nó nổi lên, hiện tại em không cắm dây mạng ở trong nhà nên là mạng nó bắt hơi yếu, wifi bắt hơi yếu, chờ một chút. Đấy. Khi mà nó nổi ra là cái QR code này thì các bác nhấc điện thoại các bác lên. Đấy, các bác vuốt vào. Các bác vào ở phần Zalo. Đây, Zalo như của em đây thì nó sẽ có cái mục QR code, các bác để ý này, QR code đây, các bác bấm vào QR code, các bác cầm và quét lên như này. Đấy. Nó hỏi là đăng nhập. Các bác đăng nhập vào đây. Đây. Xong rồi các bác nhá. Thì nó sẽ có một cấp quyền này, các bác bấm cấp quyền cho nó này. Và bấm hết lên cho các bác này. Cho phép. Bấm cho phép. Đấy, như này là xong các bác này. Đấy. Xong rồi các bác nhá, các bác trở ra cho em. Xong. Cho phép hết cho em nhá. Đấy. Alo alo. Thì bây giờ cái giọng nói của cái kia đã nhận rồi này, các bác có thể kéo nó ra ngoài màn hình. Đấy, ví dụ như em thay đổi cái này đi, em để nó bên trong, em kéo nó ra ngoài nhé để tiện bấm và thao tác cho các anh em trải nghiệm. Đấy. Thì bây giờ em đã cài xong cái giọng nói Kiki này. Đấy, các bác thể bấm nhé, xin phép các bác là có thể là do cái mạng của em hơi yếu nên là điều khiển nó có thể sẽ ảnh hưởng một chút vấn đề vì nó là liên quan đến mạng mà. Đấy. Thế đây các bác thể bấm này. Mở video con đường xưa em đi. Đấy, mạng hơi yếu nên xin các bác thông cảm. Mở video con đường xưa em đi. Mạng yếu quá. Thì đây không cũng là chia sẻ với các bác còn một cái tính năng của Kiki nó thông minh như nào ấy. Thì là rất nhiều anh em đã làm video hướng dẫn rồi. À, thì em cũng không không chia sẻ sâu về cái tính năng thông minh của giọng nói Kiki nữa mà em hôm nay chỉ mục đích chính là hướng dẫn cho các bác cài đặt cái giọng nói Kiki này trên một số cái phần mềm, nhất là những dòng màn hình của Cova mà trước đây lắp đặt nó sử dụng giọng nói Cova này này. Đấy, chứ không phải là Kiki. Thì em hỗ trợ cho các bác là nâng cấp cái giọng nói Kiki cho nó thông minh nhất. Đấy. Và nhất cả các màn hình của ZTEC cũng vậy các bác nhá. Đấy. Nếu mà các bác cũng chưa có cái phần mềm giọng nói thông minh này thì các bác có thể là xem cái video này. Đấy. Thì vẫn như mọi khi là cái đường link video có đường link tải cái phần mềm Kiki thì em xin phép để ở dưới mục mô tả, hoặc nhá các bác muốn mà thường xuyên mà nhận được những cái thông báo ấy, các cái phần mềm mới ấy, thì các bác có thể vào phần Facebook này, ở Facebook các bác nhá, các bác đánh cái hội hội kỹ thuật xử lý lỗi UWVAN trên màn Android. Hiện tại em đang tạo ra cái hội này để anh em chia sẻ những cái phần mềm nâng cấp thường xuyên cho các bác. Thì các bác có thể vào kỹ cái hội xử lý lỗi này. Thì các bác bấm vào. Đây này. Các bác em cũng mới update cho anh em cái giọng nói Kiki thường xuyên đây các bác nhá. Đấy. Thì các bác có thể vào cái mục trực tiếp đây. Đấy. Thì khi nào mà có cái phần mềm nào mà có cái gì hay ho em sẽ đều đăng tải lên đây. Đấy. Các bác có thể theo dõi và làm như vậy, hoặc là các bác có thể đăng ký cái kênh YouTube của bên em như này thì các bác cũng có thể nhận được những thông báo nâng cấp các cái phần mềm mới nhất. Đấy. Thì thường nếu mà sử như là em mà có cái dự định nâng cấp phần mềm thì em sẽ đăng ký trên đăng tải trên cái hội Facebook trước các bác nhé. Nhóm này anh em share thoải mái các cái phần mềm ứng dụng, chia sẻ hữu ích thôi các bạn. Đấy, chứ em không không về mục đích kinh doanh các bác nhé, các bác yên tâm. Đấy, các anh em có thể đều hỏi thoải mái ở trên này. Bên em thì có đội ngũ kỹ thuật để hướng dẫn cho các bác để nâng cấp và xử lý lỗi cho các bác luôn. Đấy, thì trên đây là cái video. Đấy. Cũng là chia sẻ một chút nha. Quảng cáo thì là bên em là kplus.vn, website thì các bác có thể vào website kplus.vn để tham khảo qua những cái sản phẩm mà bên em đang kinh doanh. Nếu các bác mà có nhu cầu nâng cấp những sản phẩm như vậy thì các bác có thể liên hệ qua bên em. Đấy, ủng hộ bên em. Cái ưu đãi nhất của các bác mà lắp đặt tại địa chỉ kplus.vn thì là ngoài những cái phần mềm nâng cấp xuyên suốt trong cái quá trình sử dụng, đấy, có cái phần mềm làm thông minh em đều chia sẻ cho các bác và cài đặt cho các bác miễn phí. Đấy, các bác không mất bất cứ một cái chi phí nào khi mà đến tại cửa hàng kplus.vn bên em nhé. Đấy. Rồi là chế độ bảo hành là ưu việt hoàn toàn cho các bác và giá cả cũng sẽ là những cái cả ưu đãi nhất cho các bác. Đấy.
để các bác yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài, là các bác không lo là chế độ bảo hành như nào các bác nhá, để các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, thì cái video thì em xin phép kết thúc video tại đây. Em Tuấn cạp lướt đấy, thì chuyên review cho các bác. Các bác có thể call ngay cho em ở cái hotline 0869679626, em cầm cái hotline này. Đấy, các bác cần hỗ trợ về bất cứ một cái tính năng, rồi là cái sản phẩm nào, đấy, hoặc là các bác cần nâng cấp cái sản phẩm nào, thì các bác cứ mạnh dạn gọi cho em nhé. Đấy, thì em sẽ hỗ trợ cho các bác. Và trên đây thì em đã hoàn thành xong cái video, thì em chúc các bác nâng cấp cái phần mềm Kiki thành công. Chào các bác.